tại Việt Nam, cũng như giúp đỡ Việt Nam giải quyết các vấn đề phải cam kết thực hiện các mục tiêu TPP đặt ra, đồng thời tăng cường hợp tác đầu tư trong giáo dục đào tạo, y tế, biến đổi khí hậu và các vấn đề hai bên cùng quan tâm trong tương lai. Nhìn vào lịch sử, thách thức mà chúng ta vượt qua, tôi lạc quan vào tương lai của quan hệ hai nước chúng ta. Niềm tin tôi là nhờ nền tảng dựa trên tình hữu nghị. Hay như Trịnh Công Sơn viết bài Nối vòng tay lớn để mở tấm lòng của mình ra, để thấu suốt trái tim của mình. Tương lai nằm trong tay các bạn. Mỹ luôn là đối tác và người bạn của các bạn. Sau này khi người Mỹ, Việt Nam học cùng nhau, cùng phối hợp sáng tạo với nhau, các bạn hãy nhớ khoảnh khắc tôi đứng ở đây trước các bạn, như Nguyễn Du đã nói, rằng trăm năm cũng từ đây, của tin gọi một chút này làm ghi.